FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Real Betis và câu lạc bộ Cadiz. Đây là trận đấu thuộc vòng 2 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga và sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 21 tháng 8, và ở trong này Betis sẽ tiếp đón Cadiz trên sân nhà. Và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra thì đội chủ nhà Real Betis sẽ chấp đội khách Cadiz với mức kèo chấp là 1 trái. Mức kèo cũng hay tăng là 1,25, cũng bị hạ xuống còn 0,15. Và cái mức tài xỉu của trận đấu này là 2,5 và cũng có thể hạ xuống còn 2,25 và cũng có thể tăng 2,75. Thì trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video, một subscribe kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Betis và Cadiz thì Betis thắng 4 và thua 1 trước Cadiz. 5 trận thi đấu gần nhất của Betis thì họ thắng 2 và 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Cadiz thì họ thắng 1 và 2 và thua 2. Và trong này với mức kèo như thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cược chủ nhà Real Betis trong này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực ở hiện tại thì Betis vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Cadiz về mọi mặt. Cái thứ hai này trong này, Betis có điểm tựa trên sân nhà. Và cái thứ ba này chúng ta xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu á, thì Betis họ cũng đang khá là vượt trội hơn. Với lại một điểm nữa để chúng ta thể tin tưởng vào cửa Betis ở chỗ này, đó là ở lượt trận đầu tiên thì mặc dù là Betis bị được đánh giá là cửa trên, nhưng mà đã để thua kèo rồi, cho nên là ở lượt trận thứ hai này gặp đối thủ cũng khá là dễ chơi với Cadiz. Và cái mức kèo chấp thế này thì mình nghĩ Betis họ sẽ lấy lại được cho anh em. Cho cháu này mà nào tin tưởng mình, hy vọng ưu tiên đi cửa Real Betis chấp một trái cháu này, hoặc là đã cho mức kèo hạ xuống khoảng 0,75 thì các bạn vào. Và mức tài xỉu của cháu này là 2,5, 2,75 và 2,25. Thì mặc dù ở cháu này Cadiz họ không được đánh giá cao bằng Betis, nhưng mà họ cũng không phải gọi là dễ nhai các bạn. Mình dự đoán trận đấu này Betis sẽ giành chiến thắng trước Cadiz với tỷ số là 3-1 hoặc là 2-1 gì đó. Cho nên mình tin tưởng mình nữa, hy vọng ưu tiên đá cửa tại trong này. Và mức hiệp 1 với mức kèo chấp đồng nữa tại sân một trái chơi 1, các bạn thấy là đá nhẹ Betis và các bạn canh tại hiệp 1 0,75 thì các bạn vào. Và gì đó hiệp 1 sẽ có 1 hoặc là 2 bàn thắng ghi, ưu tiên đá tại hiệp 1 trong này. Và tất cả cho nó khuyên các bạn chọn Betis và chọn tài ở hiệp 1 cũng vậy. Và cảm ơn FB88 đồng hành của mình ở video này. Xin chào và hẹn gặp lại.